Hello Quả, xin chào tất cả các em. Sau đây sẽ là video chữa bài PA 1.5. Ok, với bài PA 1.5 sẽ là tập hợp của những câu hỏi về phần phát âm trong những kỳ thi của các năm trước, được chưa ạ? Ok, chúng ta sẽ bắt đầu với câu nào của năm 2016. Câu hỏi số 1 cô sẽ có lapse, drops, maintains và imports. Thì chúng ta thấy này, 2016 họ hỏi chúng ta về âm S, cô sẽ có lapse, được chưa ạ? Cái này cũng sẽ có drops. Ok, drops. Âm kết thúc là âm P là âm vô thanh, chúng ta đọc drops. Maintain, âm kết thúc là âm N. Vậy khi thêm S, chúng ta đọc cho cô là maintains. Ok, vậy hai thằng này đọc giống nhau, khác với thằng C rồi, chọn đáp án C cho cô. Và cái này là import, chúng ta sẽ có âm kết thúc là âm T và chúng ta sẽ có S, imports. Số 2 này, số 2 cô sẽ có justice, sự công bằng, được chưa? Just, âm jr, justice, được chưa? Campus là trường đại học và khuôn viên của trường đại học đấy, được không? Campus, ok. Từ tiếp theo cô sẽ có culture là văn hóa, ok. Và cuối cùng cô sẽ có từ brush là chải. Vậy trong trường hợp này chọn cho cô đáp án là B, được chưa? Rồi, đề thi năm 2017 của chúng ta sẽ từ câu 3 cho đến câu số 10. Ok, và chúng ta có 4 mã đề và mỗi một đề sẽ có 2 câu nhá. Thì các em sẽ thấy này, đề năm 2016 người ta hỏi các em về S, đề 2017 là hỏi các em về ED, đúng không? Và đề năm 2018 lại hỏi S. Đó, rồi cứ lần lượt nó sẽ thay phiên nhau, các em lưu ý nhá. Vậy thì năm 2010 năm nay là đang hỏi về đuôi ED, vậy sang năm đến lượt các em người ta sẽ hỏi về đuôi S, cho nên học thật kỹ đuôi S cho cô. Câu số 3 chúng ta sẽ có dressed. Được chưa? Dressed là mặc vào này. Dropped, được chưa? Đánh rơi này. Matched. Âm kết thúc là âm chờ với thêm ed chúng ta có là chờ. Matched là gọi là gì nhỉ? Match là kết nối, đúng không ạ? Và joined, âm kết thúc là âm n, cô sẽ có joined. Vậy trong trường hợp này chọn cho cô đáp án là D, xong chưa? Tiếp theo này, câu số 4 là câu hỏi về nguyên âm. Cô sẽ có walk. Cái lưu ý nó không phải là walk đâu nhá, nó không phải là âm A đâu ạ, và nó cũng không phải âm Á gì đâu nhá. Nó là walk, nó là âm O dài, đi bộ. Nhá, chúng ta cùng đọc lại cho cô này, walk. Các em thấy không? Toàn những từ rất đơn giản nhá. Phần phát âm và trọng âm của đề thi Trung học phổ thông quốc gia của chúng ta hầu hết nó là những cái phần rất là đơn giản và cơ bản thôi. Từ tiếp theo có là call, ok, take, đúng chưa? Và cuối cùng cô sẽ có talk, nói chuyện. Vậy trong trường hợp này chọn cô đáp án C. Đấy, đề thi thật của chúng ta đấy ạ nhá. Đây hoàn toàn là đề thi thật các em nhá. Và các em sẽ thấy là đề thi thật là một cái nội dung mà nó hoàn toàn là đề thi thật là cái nội dung mà hoàn toàn rất là cơ bản thôi, đúng không? Rất là cơ bản. Câu số 5 cô sẽ có find, tìm kiếm, think, drive, lái xe và mind. Các em thấy không? Toàn những từ rất đơn giản. Đấy, đáp án B, xong chưa? Đi thi nó chỉ tầm như thế này thôi, đi thi chỉ như thế này thôi, cho nên các em yên tâm nhá. Chúng ta yên tâm, không có vấn đề gì cả. Nào, số 6 cô sẽ có missed, lỡ hoặc là nhớ cái gì đó, được chưa ạ? Miss kết thúc là âm sờ, cho nên khi thêm đi cô đọc missed. Cái này là talked, được chưa? Nói chuyện. Cái này là washed, được chưa? Và cái này là cleaned. Các em thấy không? Toàn những từ rất đơn giản. Đáp án D, xong chưa? Câu số 8 cô sẽ có washed, passed, walked, ok, worked, walked và opened, được chưa? Đến bây giờ thì cô không nhắc lại cho các em cái nguyên tắc nữa, bởi vì những bạn nào hiện nay đang xem cái video PA 1.2 thì cô nghiễm nhiên hiểu rằng là các em sẽ phải học cái video về bảng phiên âm IPA rồi. Và cô đã dạy bảng phiên âm IPA cũng như dạy cách đọc đuôi S và ED rồi. Những bạn nào hiện nay đang không hiểu tại sao cô lại đánh ED, tại sao cô lại đánh là T hay là tại sao cô lại đánh là D, thì các em phải xem lại cho cô cái video cô dạy về IPA trước khi mà chúng ta xem cái này nhá. Rồi, vậy trong trường hợp này chọn cô đáp án D, được chưa? Ba thằng này đều là T hết và thằng này đều là D, ok chưa? Số 8 cô sẽ có hate là ghét này, face là gương mặt này, make làm cái gì đó này,
Vậy thì ba thằng này cùng là A hết rồi đúng không? Vậy thằng này sẽ là dance. Xong chưa? Câu số 9 cô sẽ có date, face, page là trang đúng không? Ba thằng này là A giống nhau hết rồi. Chọn cô đáp án D là map, bản đồ. Câu số 10 cô sẽ có play. Âm kết thúc là A là nguyên âm cho nên cô sẽ có là played. Planned. Được chưa? Lên kế hoạch làm gì? Cooked. Chúng ta không đọc là cooked đâu nha. Chúng ta đọc là cooked. Cooked. Và lived. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ có ba thằng này đều đọc là D hết. Chọn cho cô đáp án C. Đó. Rồi đến năm 2018 là đuôi S nhá. Vì năm nay các em thi đuôi S cho nên cô nhắc lại đuôi S một lần nữa này. Đuôi S của chúng ta sẽ có ba cách đọc nhá. Một là sở, hai là either và ba đọc là z. Được chưa? Cách đọc đầu tiên là tất cả những âm vô thanh thì nó đều đọc là sở hết. À, tất cả những cái danh từ hoặc là tất cả những cái trước cái đuôi S mà nó kết thúc bằng âm vô thanh thì chúng ta đọc sở hết. Cô sẽ có này. K P T F S. Ngoài ra nó còn có một số âm khác K P T F S. Either cô sẽ có kết thúc bằng âm S này. Kết thúc bằng âm I à Z này. Kết thúc bằng âm Ch này. Kết thúc bằng âm J này. Ok. Được chưa? KPT further. Nhớ cho cô nhá. KPT further. Thì chúng ta sẽ đọc là âm S. Và nhớ đây là âm kết thúc nhá. Cô không viết chữ cái đâu nha. Các em lưu ý này. Cô không viết chữ cái đâu. Nó là âm kết thúc. Nếu như âm mà kết thúc bằng những âm này thì chúng ta sẽ đọc cái đuôi S đấy là S. Còn âm kết thúc bằng các cái âm này thì chúng ta sẽ đọc cho cô là S. Ok. Cô xin lỗi chưa đủ. Cô bổ sung thêm cho các em một xíu. Đây ạ, còn thiếu một âm này nữa. KPT for the. Ok. Rồi, và âm either của cô sẽ là những cái âm còn lại nhá. Nó không thuộc trường hợp 1, không thuộc trường hợp 2 thì nó sẽ thuộc vào trường hợp số 3. Rồi, vậy thì ở đây chúng ta sẽ thấy này, delay, chúng ta thấy không ạ? Âm A. A thì nó không thuộc vào KPT for the hay nó không kết thúc bằng các cái âm này. Khi cô đọc cái này đấy là delay. Cô không quan tâm đến cái chữ y dài này đâu nhá. Cô không quan tâm. Cô quan tâm đến cái âm cô phát ra là cái gì cơ? Delay. Thì đây cô sẽ có là delay. Vậy thì nó sẽ thuộc vào trường hợp số 3 đúng không ạ? Chúng ta đọc là delays. Đúng chưa? Không thuộc trường hợp S, không thuộc trường hợp either, sẽ thuộc trường hợp the. Begin, âm kết thúc là âm N, begins. Vậy cô cũng đọc là giờ. Attract, thì âm kết thúc là âm T. Đúng không? Âm T ở đây. Thế thì chúng ta sẽ đọc là giờ. Attracts. Và believe, âm kết thúc là âm V. Chúng ta là believes. Tin tưởng vào cái gì? Vậy thì trong trường hợp này chọn cô đáp án khác là đáp án C. Câu số 12 cô sẽ có head, cái đầu này. Bean, bean là quả đỗ này. Meal là bữa ăn này. Và team là đội. Chọn cho cô đáp án là A. Đấy, các em thấy không? Bộ ra toàn những cái từ rất là đơn giản, đúng không ạ? Nhá. Và cái tất cả những cái câu phát âm trọng âm này nó chỉ ở mức 2 thôi, cho nên chúng ta yên tâm. Tiếp theo, từ này các em rất hay đọc sai nhé. Các em đọc lại cho cô từ này là great. Chúng ta không đọc là great nhá. Great, tuyệt vời. Cheap, clean và mean. Mean đây là tính từ làm động từ thì nó mang nghĩa là có nghĩa là. Còn tính từ thì nó sẽ mang nghĩa là keyboard, keo kiệt. Được chưa? Vậy trong trường hợp này chọn cho cô đáp án là A. Great. Câu số 14 cô sẽ có improve. Âm kết thúc là âm V. Cho nên cô sẽ đọc là improves. Nhá. Destroy lại là nguyên âm. Cứ nguyên âm thì đặt cho cô là giờ cho cô. Không phải lăn tăn nhiều. Destroys, phá hủy. Suggest. Âm kết thúc là âm T. Cô sẽ có suggest. Và remind. Âm kết thúc là âm D. Cho nên cô sẽ có remind. Vậy chọn cho cô đáp án là D. Được chưa? À, đáp án C. Sorry. Ok. Rồi, câu số 15 cô sẽ có attacked, tấn công này. Attacks, âm kết thúc là âm k cho nên cô sẽ có s. Attacks. Medal, âm kết thúc là l cho nên khi thêm s cô đọc là medals nhá, là huy chương. Concern, âm kết thúc là âm n, cô sẽ có là concerns. Được chưa ạ? Các em đọc cho nó chuẩn vào, các em đọc chuẩn thì các em sẽ đánh chuẩn thôi. Finger, âm kết thúc là âm r và khi thêm s cô có fingers. Vậy trường hợp này chọn cho cô đáp án là A.
Từ tiếp theo cô có dream, wear, mặc đúng không ạ? Treat là đối xử với ai như thế nào và mean. Vậy trường hợp này chọn cho cô đáp án là wear. Câu số 17 cô sẽ có meat là thịt này. Threat là mối đe dọa. Được chưa? Threat. Beat, ok, là nhịp. Và seat là ghế, cái chỗ ngồi, chọn cho cô đáp án B. Ok, các lưu ý cái này của cô sẽ đọc là seat y dài nhá. Và cái này của cô sẽ đọc là sit y ngắn, được chưa? Đấy. Rồi câu số 18 cô sẽ có wonders. Ok, problems, mountains và moments, được chưa? Vậy trong trường hợp này chọn cho cô đáp án là D. Đến năm 2019 chúng ta sẽ có các câu như sau ạ. Teach, ok, speak, leave và learn, ok. Vậy chọn cho cô đáp án D, xong chưa ạ? Tiếp theo cô sẽ cancelled là hủy bỏ cái gì đó. Followed, đó ạ, follow, O là nguyên âm cho nên cô đọc là the followed. Perform, âm kết thúc là M, cho nên khi thêm ed cô đọc performed. Performed. Discuss, âm kết thúc là âm S và cô đọc là discussed. Được chưa? Vậy trong trường hợp này chọn cô đáp án là D. Ok, thank you, cảm ơn các em.